anh khoan khoái trước khi được video thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách vào link Discord nha mọi người. Mọi người bấm vào video ở gameplay together trong không chạm đất như thế này. Nếu các bạn chưa coi thì phải coi cho mình ấy nha. Rồi các bạn bấm vào cái đường link Discord thì mình ghi chữ Discord xong mình nhớ cái đường link đằng sau đấy. Rồi các bạn bấm vào có chữ chấp nhận chữ gì thì các bạn cứ bấm chấp nhận lời mời cho mình. Rồi các bạn đăng nhập Gmail hoặc khẩu gì đó thì mình không biết. Rồi các bạn có thể vào nhắn tin cho mình rồi đó. Mình hay Ala đó nè, các bạn cứ vào Discord nha rồi mình nhắn tin cho mọi người đó. Bây giờ thì về video thôi nè. Xin chào mọi người, lại là Hân Cô Tê đây. Thì hôm nay báo cho mọi người một tin vui là mình có một cái code mới rồi. Nên hôm nay mình sẽ khoe các bạn code mới đó nha. Các bạn thấy cái nhà này có quen quen không? Thì cái nhà này xuất hiện thường xuyên ở trong cái series Tình Mẹ Con của mình á. Thì mình không có chỉnh sửa gì hết, tại vì mình còn đóng phim mà không lẽ đóng phim là mình phải xây lại nữa, nó sẽ có điểm gì đó khác nên là mình sẽ không có sửa lại. Thì mình sẽ để cái đường link series đó ở phía dưới nha, các bạn chỉ cần bấm vào là các bạn có thể coi từng tập của Maro rồi. Bây giờ thì mình sẽ chỉ cách mới của các bạn đây nè. Các bạn bấm vào code, xong rồi các bạn đánh cái code này nè. Cái code này mình cũng sẽ để ở dưới phần mô tả luôn nha, để các bạn có thể copy bát qua luôn. Chứ đánh từ từ thì hơi bị khó á. Rồi các bạn xem tiếp đi nha, mình sẽ ngừng nó ở đây. Và đây là quà của nó nè, là trứng cao cấp. Rồi những cái khói vua này nè, các bạn có thể trang trí nhà. Cái này không có tiền hay là có kim cương gì hết, nhưng mà nó cũng được qua xịn xịn, cũng có trứng cao cấp rồi nên là cũng được cơ mà, đúng không? Đâu có cần phải cần tiền cần kim cương đâu, đúng không các bạn? Các bạn mà có cái chậu hoa này á, là các bạn trồng hoa hướng dương á rất là lời luôn, trồng trong vòng 24 tiếng hay gì á mà được tới tận một kim cương lận. Và đây cũng là cách mình để mình có kim cương luôn á. Video đến đây là kết thúc được rồi. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.